Hi, xin chào các bạn thân mến, mình là Đê Lam với lại Tuấn đây. Hello. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi tiếp Total Warhammer. Ở tập trước mình đang cao hứng thì ông Tuấn cũng kêu hết tiền rồi, ấy lộn, hết giờ rồi. Các bạn còn nhớ mỗi lúc mà hồi còn nhỏ tụi mình đi ra chơi quán net chơi ấy, chơi mỗi lần chơi 2.000, 3.000 Được bốn nước. chơi trả tiền trước đúng không? Xong rồi Đúng hả, rồi. bị bà chủ quán kêu hết giờ, mất hứng không? Hết Đó. ra rồi. Ông này cũng vậy. Ready. Ok, bây giờ quay lại nội dung thì bây giờ tới lượt của mình để xem mình cần phải làm những công việc gì đây. Để chắc là sẽ tập trung vô xây dựng để mọi thứ bây giờ có vẻ bình yên rồi. Để mở diplomacy lên trước để xem chúng ta đi cho đội ngũ sale của chúng ta đi tìm kiếm thêm những cái hợp I will đồng listen, but my buôn time bán is nè. Có Do vẻ not như greet đội me. sale của chúng ta không có được mạnh. Greetings. Greetings, my countrymen. You come in peace. Và chúng ta không ký được một cái hợp đồng thương mại nào hết. Quá hẻo. Rồi đành phải dựa vào thực lực đất nước vậy. Tiếp tục xây dựng nè. Ở Hemgar chúng ta phải xây lại nè. Đấy. Đề nghị tăng income hả? Là tăng growth đi. Khu này khu chiến sự mình sẽ cần hả, tốc độ hồi quân nhanh nên tăng cái này, tăng fuel nè. Con hero của mình cho nó lên trên đây nó quậy phá gì đi. Đi quậy phá đám ma cà rồng á là chắc cú. Bây giờ chúng ta hãy còn 907 đồng. Để coi đủ tiền xây một cái khỉ gì không. Montfort có một ổ trống. Ở đây wow, 100% rồi. Mình đang cộng tax rate cũng được. Cái nhà này hình như mình có rồi. Master Swordsman Force. Chỗ này có thể để xây nhà súng được. Cấp 3 rồi đúng không? Xây cái Gunsmith. Gunsmith 3.000. À mà thôi, tại vì cái nhà súng đó chúng ta cần hả lên cấp cao lắm, mà cấp 5 lận thì cái phải kiếm một cái capital nào đó để xây. Ở đây mình xây những công trình phụ thôi, xây cái này đi. Rồi. I command here. Vua nè. Vua tạm thời cho đứng nó đi để cho cái vùng này nó trật tự an ninh nó lên cao đã. Trả ổng nè. Vampire nắm mạnh. Hồi trước chưa có trò chơi điện tử, mình chơi đánh trận bằng lính nhựa các bạn ơi. Lúc trước hồi còn nhỏ chắc lớp 1, lớp 2, lớp 3 gì đó thì có trò chơi lính nhựa, mình ra đi mua mấy chú lính nhựa mà có cái đế có thể đứng được á. Mua một lần một bịch vậy là chỉ là mấy chục con, xong rồi đủ màu hết. Giàu thế. Xong rồi mua cả trăm mấy trăm con, chắc phải nghìn con luôn á. Xong rồi bày trận Giàu ra. sướng. Các bạn biết đó, hả, cái thùng máy may hồi trước ha, ở cái máy may ấy, hồi trước hai bên có hai cái thùng á. Một cái gì đây, đánh nhau Nó cơ. lại đánh tôi tiếp, lại vẫn cái thành đấy. Chuyên gia nè. Nó quyết tiến bằng được cái thành này mà. Hai cái học ở hai bên cái máy may á, cái mình rút ra mình làm cái tường thành đó, xong rồi mình để quân lên, xong rồi xếp đội hình chơi 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 Từ xong này. rồi lắc xí ngầu coi thằng nào hả cao điểm hơn là thằng kia sẽ bắn một thằng chết. Mà Ghê mỗi lần chơi xong hả dọn mệt luôn á, đúng xỉu đã bay ra đã mệt rồi, chơi xong dọn đúng mệt luôn. Và bây giờ công nghệ đã hiện đại cho phép chúng ta hả chơi game dàn quân như thế này, quá tuyệt vời. vậy.
Không biết ông Tuấn hồi đó có được chơi trò đó không? Có. Nhưng mà tụi tôi chơi là không có chơi ném xúc xắc, mà là sẽ vo tờ giấy lại, ném qua ném lại, đánh súng con nào thì con đó chết. À, xong rồi hồi đó mình có một chiếc máy bay Boeing nữa các bạn à. Mình chơi trò cướp máy bay. Thay vì chơi Counter Strike cướp máy bay hả, thì hả chơi cái trò đó rồi chơi cướp máy bay. Được chưa? Nhưng mà bây giờ tôi đánh quân nào, bên cánh nào vẫn ông bố trí đi. Tôi cánh trái đúng không? Rồi. Đợi chút nha, chưa có xếp. Ông bỏ quân ông ra chỗ khác coi. Come on, nhanh. Bỏ tôi cái gì? Bỏ quân ông ra chỗ khác. Chưa. Chưa. Rồi. Chưa sẵn sàng nha, chừng nào nói sẵn sàng mới ấy nha. Rồi, biết rồi. Tôi đã xếp xong đâu. Bố trí ở đây để cho một đạo mạnh lên đây. Rồi mấy cái thằng này đứng dưới được đây. Rồi ấy, xong nha, tôi sẵn sàng. Khi nào ông sẵn sàng thì ông có thể bấm ready. Hình như bọn này là bọn màu vàng này là bọn quân nổi loạn đấy mà. Ừ, vẫn cái bọn rap bọn. Ừ. Thôi, đấy. Bắn nó đi. Bọn này cố đấm ăn xôi ấy mà. À, ông bỏ cái low cost ở đây nè, ông bỏ một mất một cái trụ ở đây, ông phải cho lính thêm đứng đây làm cổng có thêm cái trụ à. Đây đang đang đi ra. À, phải ngay từ đầu mà ông tuyển được những cái đạo Thunderer này là ngon rồi. Bắn nghe ác chiến không? Và phải biết cái đạo này rất là tắc, trời cao thì rất là tắc. Các bạn thấy là tụi nó bốn hàng bắn được luôn á, chứ không có như trong Total War là chỉ có hàng thứ nhất với hàng thứ hai là bắn được, còn đây là bốn hàng, hàng thứ tư nó cũng bắn được nốt. Sốp chi cho em để coi con quỷ này có chiêu gì không. Cái bọn này nó không có giống như trong Napoleon, mà nó có bọn lính nó có skill này skill nọ, trong cái này lính chả có skill quỷ gì hết. Mà hầu hết là để cho tướng hết rồi. Không nhớ hả, trong Napoleon chẳng hạn lính thì có nó skill bắn nhanh, nạp đạn nhanh chẳng hạn. Rồi chọi lựu đạn vân vân. Tôi lên trên Napoleon đâu có được nhiều đâu. Còn nhưng mà tôi thì hồi trước chơi nhiều nên tôi nhớ. Bắn đi. Fire at will. Bọn chúng đã bắt thang lên thành rồi. Ui, muối. Hãy cho vệ binh ra đó nhanh lập tức. Các đội bắn súng, rút lui. Bây giờ là công việc của các Dark Warriors. Chúng nó leo lên kìa, chặn chúng lại. Sao bọn này nó không bắn tụi này nhỉ? Bắn. Đứng trên đây có bắn được không ta? Hãy lên thử. Nhanh nào. Tưởng con gì leo lên. Ai về chỉ có một con tướng thôi. Tên tướng nó là Gnala. Gnala. Ranh ba. Nhìn nó giống như thầy tư tế vậy. Những cái con này là mình nhớ đến cái con gia tinh ở trong Harry Potter đó. À. Bọn Nai Goblin này. Đúng.
có một top kỵ binh sói đang quyết liệt phá thành. Bên tôi không có ai phá thành. Mình là giúp. Cái bọn này đánh nó lâu mất máu ghê ta. Cho một đội nữa nè. Bên tôi clear rồi. Bên tôi có một thằng tướng nó trâu quá. Bộ binh đánh nó không xi nhê gì hết. Mà có lẽ là hình như bộ binh bị mất máu nhiều hơn nữa. Cho cửa tướng ra. Tôi nhìn nó nhỏ nhỏ vậy chứ nó có vỏ. Nó có gậy phép cơ. Anh chết rồi. Những người đang chạy đâu? À hắn chạy rồi. Thắng rồi mà. Ồ hắn rồi. Tiết tướng nó. Vây tướng nó lại. Tấn công. Bắt lấy hắn. Lùa cả. Hắn đi đâu ở trong đây vậy? Chạy đâu nhỉ? Được cùi mà, em yêu. Không biết, chạy ra ngoài cái mặt màu trắng đó là thoát rồi đó. Chạy ra. Vô lý nhỉ, rõ ràng trong thành mình chạy ra ngoài. Chắc ở đó có một đằng cái đường nó luôn. Kiểu như đường cống ngầm. Và dẫn ra một cái bờ sông. Dẫn ra một cái con sông nào đó ở gần đây. Kiểu như là trong nó luôn. Trong các tòa lâu đài, các địa chủ ấy là các chủ vua chúa họ thường đào một cái đường hầm bí mật để mà dẫn ra bờ sông khi nguy cấp. Thì chắc là con này nó có khả năng thấy được cái đường hầm đó và nó đi bằng cái đường đó chứ không phải chạy ra ngoài thành. Đây nè, cái faction mới là faction này nè. Đó, mai mốt chơi new campaign có thể chỉ huy được faction này. Thế à? Phát hình tôi mới vẽ. Đây à? Clan. Xong rồi Bloody Hand cũng chơi được nè. Bloody Hand là chuyên về những cái bọn Savage Orc, bọn Orc hoang dã. Còn một đám nữa có thể chơi được nữa đó, để nhưng mà mở lên rồi nè. Bloody Hand nè ha. Ôi ôi. Bọn Green Skin bây giờ nó hùng mạnh quá kìa. Thế à? Đâu? Không mở lên mà xem. Nó chiếm sạch Badland rồi còn gì nữa. Oh shit. Chứ không phải là nó án binh bất động gì đâu ha. Thằng lùng ở dưới đây bị gì đó diệt rồi nè. Oh shit. Bây giờ nó mạnh y chang tôi hồi trước vậy. Tôi hồi trước giống như chơi chơi chiến dịch Greenskin sao giờ nó y chang vậy luôn á. Đúng không? chưa tôi đang đăng ký. Wow, bây giờ mình có 2000 tiền đang tăng. Tập trung phát triển quân đội, xây dựng nhiều lên. Gỗ, chúng ta có rất là nhiều tài nguyên khoáng sản. Gỗ nè, săn bắn thú nè. Đâu đâu. Rồi trồng rau, ở đây có một cái mỏ sắt nè. Nó chiếm hết rồi. Nó chiếm sạch rồi. Trong vài tên nó thôi, nó đánh tôi rồi. Thằng bên. Quiet risk. Mất 6000 nữa mới tuyển được cái này à. Để mua được cái này 6000. Kinh tế chúng ta đang phát triển nhanh lên. Nhanh nhưng mà vẫn còn yếu lắm. 2000 vàng mỗi lượt chưa đà bao hết. Muốn mua những quân đời cao thì cần phải tốn rất là nhiều tiền hơn. Không ơi, tôi đâu có kiếm được cái group tin đâu. Được. Đó là ọt mà. Đây được. Chiếm đi. Đó. Thấy chiếm được toàn một tỉnh phải không? Phế lên. Tax rate. Chạm. Xong rồi ổn định rồi, ông bắt đầu đánh qua cánh phải đi. Ông đánh với thằng bạn ông đây nè. Đó. Thêm quân. Ông luộc cái nước đó cho tôi. Ở đây có quy sinh bất không thằng nào lấy hết nữa. Chúng ta nên đem quân xuống đó để chiếm đi. Để lượt sau mình đem quân xuống đó để chiếm lấy quy sinh bất nè. Ok.
ever vigilant. Yeah, right. Chút nữa là ưu tiên xây cái này nè, đó. Hoặc là xây ở Hemgar. Ờ, à, đó. Đang chơi rồi đúng không? Đúng rồi. Wow, hoặc là xây cái này nè. Ý. Cái nào cũng cho mình rất là nhiều tiền. Cái cục này cục gì ta? À, đai thuốc nhuộm. Để mình nhập khẩu iron. Ông tưởng có gì iron đai với lại marble đá thạch anh gì đó. Thế rồi, bọn Greenskin sắp đánh tôi rồi. Để mình đi theo mình giết cái thằng Choi này coi. Ở đây có một con Greenskin đang có strong rank chắc thứ nhất luôn. Chắc là vậy đó. Thế chắc nó sẽ bị bọn KL đánh đầu tiên không? Ôi dồi, mình không thể nào ám sát được con hero của bọn KL bởi vì hả tỷ lệ thành công quá thấp. Quá khiếp. Thôi bây giờ cho hero của mình đi qua nước tụi ma cà rồng quậy nó đi. Dù sao thì bọn người nó cũng ghét ma cà rồng. Hai nghìn rưỡi tăng 200. 100 lên 150. Úi trời, là tăng được có 50 à. 150 lên 200 cũng có 50. Thì xây này trước đi. Rồi 1000. Xây này lên nữa. Hay là xây Hemgard. Cái bọn Wistenland là bạn không? Ừ. Đây, chúng ta xây này. Tôi diệt đột vậy. Hả? Ừ. Tôi diệt bọn lùn. Diệt bọn lùn bên phải nè. Đó. Rồi bây giờ mình kéo tụi này đi qua đây để bọn mình có được đi qua nước đó không ta? Chắc là được chứ hả? Military asset. Ok. Ngon. Này. Ồ, bọn Greenskin làm gì đây? À, nãy tôi coi quên coi strength run bọn Greenskin cho ông. À. Chừng nào ông muốn đánh bọn lùng thì nói nha, để tôi phụ ông à. Úp, đánh úp một tỉnh. Under the dark moon. Đang cần tiền. Nothing. Trời, chắc tuần sau là đánh. Vẫn chưa thấy bọn Kiao xuất hiện nè. Tôi bảo là chắc tuần sau là đánh nó. Ờ. À. Nhanh vậy. Cái gì đây? Leadership cộng 2. That is long. Đó, ông lùng ấy là ông tổn, ông định đánh Karaknon này nè. Đó. Thì coi như ông sẽ có nguyên một cái địa phận chảy dài từ đây qua đây luôn. Xong rồi đánh nguyên chỗ này nữa. Chứ vùng này thấy không có ổn. Tam không. Vùng kia là vùng của đấy là tôi nói ở trên cái tụi Greenskin á, vùng cũ á, quê nhà á. À. Thấy không, ổng đi vô trong nước mình là hả được hưởng ké tốc độ hồi quân nè. Mà không có được nhiều. Trang rank. Tại vì những cái nhà này mình cũng vẫn còn thấp quá, bị phá hết trơn à. Ôi, Warrior Care vừa mới xuất hiện. Trang rank thứ 3.
Green đúng như dự đoán, xếp thứ nhất. Thế à? Ừ. Gì đây? À, mình học xong cái nâng cấp rồi. Wow, chúng ta có cái con gì nữa nè. Một unlock được một con nữa. Hit the warning. Mấy turn này? 5 turn chúng ta bị giảm 10%. Nhiều con ngon ghê ta. Để coi bây giờ mình nâng cấp cái nữa nè. Piston. Income from trees. Này được á. Có nâng cấp cái nhánh này gọi là Imperial Harbor, cảng biển hoàng gia hay là cái quỷ gì nói chung là vậy đó. Nâng cấp này lấy tiền này. Á á á. Đây, xây mấy cái nhà gỗ này lên cho nhiều lên. Đấy, còn 900 là hết tiền rồi. Chà, không tới. Đằng nào cũng không tới thì thôi đi tới đây thôi được rồi. Đạo này có thể tuyển thêm. À, không tuyển được nữa. Mình mới unlock được một con gì đó rất là mạnh. Để mình coi coi. Đây nè. Lumindrak of Hits. Ủa, cái xe này mạnh kinh luôn. Low Rays of Fire. Ủa, nhưng mà nó không có cấp. Không có cấp độ. Không được cấp độ chính mà là chỉ cấp 1 thôi. Cấp bình thường à. Ủa, sao tướng mình tự nhiên lên level à? Ngồi chơi không cũng được lên cấp nữa. Đây, chúng ta tiếp tục nào. Có lẽ nên nâng nhánh này chăng. Còn nhánh này mình... Ê, chuẩn bị điều đã có đặt điểm đấy. Chuẩn bị đánh nhau rồi. À hả. Lúc tôi thể hiện sức mạnh trên vùng đất mới này. Mà tăng cái đám kỵ binh này hả. Ưu tiên kỵ binh chứ. Rồi bây giờ lại kiếm mối buôn bán coi. In the north, deliver your message. Do not greet me. You dare come at me making demands. Thằng kia nó bố láo rồi, nó kêu hả? Nhà ngươi dám qua vương quốc của ta để hả nói chuyện vớ vẩn sao? Ồ, oh, chúng ta vừa ký kết được một hợp đồng buôn bán dầu mỏ với lại Northland. Hợp đồng có giá trị 400 triệu đô la. Ok, tuyệt vời. Nó giỡn như chứ để coi là mình cái hợp đồng nó chính xác là bao nhiêu. À, 395 triệu đô la. Kinh. Và chúng ta nhập khẩu về của nó là... Nhập khẩu cái quỷ gì của nó ta? Ủa, chúng ta mình không có nhập khẩu gì hết, mình hả xuất khẩu cho nó rất là nhiều thứ, lông thú nè, đồ gốm nè, thuốc nhộm nè, gỗ nè, sắt, lượng nhập khẩu rất là, lượng xuất khẩu rất là nhiều. Còn có bán cho nó cái gì không thì mình không quan tâm, mình chỉ quan tâm đến lợi nhuận. Ông bán cho nó sắt. Mình thu ngoại tệ về, mình bán cho nó mình thu ngoại tệ về thôi chứ mình không có nhập gì của nó hết. Đó. Ôi, bọn cái... Nó bắt đầu đi lên này. Màu. Tụi nó có nhiều hero thế nhỉ? Ô, mấy đứa này đang đánh nhau hay sao vậy? Đánh nhau chờ tôi ra nha. Trời ơi. Tôi đang phát triển đất nước, tôi không muốn đánh nhau gì cả. Ambush Discover. The High King acts. Ha ha. Bên này ổng còn lính không ta? À,
Đấy, di chuyển đi. Thôi. Ở bên kia ông hết lính rồi, ông kéo hết lính vào đây à. Ồ, phải xây được nữa. Còn tất đá à? Đi. Hero đâu? Rồi cho vào đây deploy. Tắm tốt cái cỏ đỏ. Let us sing songs, my king. Cộng 3. Yeah, good boy. Hey, nào, đó. Các bạn thấy là mình có rất là nhiều cái hạng mục đang cần phải xây dựng, thấy không? Quá trời luôn, cái ô này để mình chừa chống, chút nữa mình xây cái basic world này nè. Ê, di chuyển qua ở đây cũng... đi. Để tôi đang đi hốt cái Whistland chứ. Nào, Whistland. Ờ à. À, tôi thấy lấy cái này đấy. Lấy cái này xong rồi vòng bên đây. Đó. À luôn, đánh vào đây luôn nè. Đánh vào rim hole. Còn ông đánh từ trên xuống, tôi đánh từ dưới lên. À, được, được. Mình vô mình đánh, mình cũng chẳng có chiếm đất làm gì, mình để đi mình cướp phá thôi. Thành bình địa. Cướp phá. Cho nó không, thành bình địa. Thành bình địa không phải mất công ông xây lại. Thôi chỉ cướp thôi. Được rồi, cướp, cứ giết hết quân. Giết hết quân xong rồi cướp để cho ông sẵn ông đi vô cho nó khỏe. Mà bây giờ mình chiếm cái chỗ này là mất 50% số cơ số quân nữa nè. 1000 nữa chứ. Bắt làm thuộc địa. Ô ơi, bên cạnh ông đang kìa. À hả? Cái thằng Karak non kìa, nó có một đạo full tách. À. Tôi phải kéo cả hai đạo đi rồi. À, nó có một đạo full stack kìa. Thấy không? Tụi nó chính bọn tôi hồi quân. Có rất là nhiều lính cầm nỏ nha. Shit. Đếm sơ sơ thấy 6 đảo cầm nỏ rồi. Chúng ta tiếp tục phát triển kinh tế coi. Tăng này nè. Tiềm lực kinh tế giờ 2700 không? Tăng lên mỗi lượt. Mỗi lượt tăng càng nhiều. Hồi trước có 500 mấy thôi mà từ từ lết lên được 1000, 2000, giờ 2700 rồi. Ừ, phải lên nhiều lên nữa. Ôi, nhà anh ta có bạo loạn rồi. Ồ, cái thằng Green Skin nó diệt luôn bọn bún lút đi hèn. Nó không có chờ ai hết nữa. Shit. Đồng bào cùng chủng tộc của nó cũng diệt hết. Ôi, cướp biển tới kìa. Thấy không? Đây, một đạo cướp biển tới. Lords 11/20. Oh, thằng này có quá trời pháo luôn. Một đạo full stack, chắc nó không cần mình trợ giúp đâu. Mà sợ nó đánh vào Marinebuck mình có quân còn thủ ít quá. Chúc mình phải xây cái này ngay và luôn. Mất 3 turn. Ôi chết rồi. Ôi tụi Green Skin bây giờ nhìn nó chắc là mạnh hơn mình luôn rồi đó. Những cái chỗ này là những cái chỗ mình có thể xây được nè, đó. Ở đây có một đạo đi xuống nè. Cái đạo chính của tôi hồi trận thế nhở. Hồi trận dã man luôn. Tại vì ông đang ở trong đất Red Clan của tôi mà đất đó nó bị
chiến tranh tan thương nhiều quá cho nên nhà cửa phải xây lại hết, chưa xây xong cho nên tốc độ hồi quân nó hơi chậm xíu. Quá chậm chứ không phải hơi chậm. Gì vậy? Your turn. Income from all building cộng 10%. Được á, tạm thời mình đang hòa bình thì để cho một thằng nào đó lấy cái trade tới đi. Mình đâu cần này. Ủa mà mấy thằng nó lấy hết trơn rồi. Nó nâng cấp lên coi nè. Có skill, ngồi yên chơi cũng có skill nữa. Everson né. Cấp 21 mới được con Pegasus, giờ mới cấp 12 à. Cho nó cưỡi ngựa đi. Ông phải sửa đẹp cái bọn người lùn kia 20 unit kia đi, xong mới rảnh tay đánh vào thành phố của nó được. Ờ thì ông xử đi, sao lại đổ công việc đến cho tôi. Nhưng mà ông gần hơn mà. Đâu, tại sao tôi lại gần hơn, tôi đi theo đích đó mà. Cái nhánh này là nhánh để mà hả, phát triển cái tỉnh nè. Còn nhánh này trên, nhánh trên chiến đấu. Để tăng chiến đấu đi. Summon the Elector Count. Mà ông sẽ đánh từ đây vào. Đánh thẳng qua đây nè, Rimhole nè. Đánh đi đâu nữa? Là ông đánh à? Ừ, tôi sẽ đánh Rimhole. Thế thì thắt cái đảo 20, chắc chắn mà lại đánh cái. Thì ông đánh trước đi, tôi sẽ đánh sau. À, tôi ra. Ông đánh trước đi, tôi sẽ tham gia. Thế thì tôi phải đánh cái này trước. Ờ, đúng rồi. Cái này. Này. Ờ, thì ông đánh vô Kazak Akazat đi, xong rồi tôi sẽ bọc hậu, tôi đánh Rimhole. Chúng ta tiếp tục. À, mình nhớ rồi. Nãy mình đang định nói là xây một cái tường thành ở Marineford ngay và luôn. Ở đây để coi mình kéo quân đi được chưa nè. 18. Kéo đi một cái là bị âm 7 liền. Rồi, tạm thời đứng đó đi, để hồi quân đã. Quân chúng ta vẫn bị hao hụt nhiều. Cái bọn Green Skin ấy nó trực chờ hết cái năm Aggressive Pack với tôi là nó đánh liền á. Sắp hết rồi. Bao nhiêu tên nữa hết? Trong đó có ghi không. Biên bản để điều khoản là bao nhiêu, trong bao nhiêu lượt không đánh nhau không? Đi xem lại. Xem lại hợp đồng. Ô, thằng này nó cũng kết thúc nên Aggressive Pack với mình rồi nè. Cái thằng thế, mà tôi với ông định đánh á. Thế nó chuẩn bị đánh không? Đấy, đấy chưa, nó quay về kìa. Đi quay về kìa. Đúng rồi. Cái đạo đó đó, đạo 20 á, nếu mà thì tiện đường thì tôi đấy. Xử à, đường của ai thì người đó xử thôi, chứ sao lại giao phó thác hết những cái công việc khó khăn cho mình. Là nào? Ơi, đó. Chết. Đánh ai đây? Chỉ có 11 trên 20 à. Định làm loạn chỗ này à. Ê, quân mình có nhiêu đây móng à. Kéo này mà hoàng đế về kịp mà lo gì. Nếu mà kéo về public order chỗ này sẽ là âm 1. Tên sau là đánh rồi đó. À không, cộng 1 chứ. Có thể nâng cái nhà này lên xong rồi tăng, nâng xây cái nhà này tiếp để tăng public order lên. So nha. Ừ. Biến chân ít thời cả. Ờ, à, tên sau là ông đánh vô đây hả? Nó về không kịp đâu. Mà quân đồng trú nó đông thôi. Ủa? Quân ông sao bị gì vậy? Ủa, đã mới đạo này còn có nửa à, sao đánh rồi? Đâu? Thì cái đạo đó vừa chiếm ở phía bên kia đấy. Mà hồi quân chậm quá đi ra đây vẫn có cả. Ờ. À. Sao chiếm tỉnh này có ai đâu? Không có ai nhưng mà thấy quân phòng đồng trú nó đông lắm. Mà Karak gì mà. Ờ. Ở bấm có 6 đạo mà.
À ha, quên sáu đảo. Karaknon. Ờ, à, chính giữa nhầm. Ui da. Tôi bắt đầu di chuyển cái đạo kia sang bên. Chuẩn bị bỏ bỏ hẳn cái vùng đất bên này. Tơn sau đấy à. Rất nhiều tơn nước đánh quan trọng. Rồi, bây giờ mình phải làm một cái việc rất là quan trọng là cho hoàng đế đi về đây. Ôi chết rồi ông ơi, ta xử cái bọn cái gì? Hải tặc đi, không nó chiếm cái tỉnh đấy của tôi bây giờ. Đây nè. Tôi vừa mới kéo hoàng đế đi nè. Rồi, tốt. Mình cũng lo chứ bộ. Để xem xây dựng nhà gì nữa nè. Bọn này hải tặc à? Đúng rồi, bọn nó chuyên đi cướp phá đó. Ở Montfort này có vẻ yên bình nè, chúng ta có thể tận dụng ở đây để xây tiếp mấy cái nhà kinh tế lên cao lên. Được đồng nào hay đồng ấy. Cái nào 20 unit nó chắc là để Karaknon rồi. Ông ơi, thế chuẩn kéo quân của ông sang ăn hiệp hợp lực đánh. Đây, đúng rồi, Wishenburg thì mình chưa có xây được cái tap room này để nâng Good Order mà cần cái nhà chính level 2 thì bây giờ mình tạm thời mình xây cái chỗ khai thác đá trước. Marble là những cái đá mà đá cẩm thạch, không phải cẩm thạch, đá mà để làm trên mấy cái bếp á. Ôi gì? Bọn Red Fang sao vẫn còn sống kia. Bọn gì? Red Fang vẫn còn sống à? Tôi sắp mất rồi. Chuẩn bị lãnh chịu tổn thất nặng nề với kinh tế này. Thì nó sẽ chiếm mấy cái vùng đất bên kia, mấy cái tỉnh kia. Mất khá là nhiều tiền. Thế là tạm thời mình sẽ đứng đây đợi thêm đi. Hoặc là qua đây luôn đi. Tại vì cũng đang cần tiền mà. Đi ra đó vẫn được vẫn được tiếp quân mà. Đào nó cái kìa. Ừ, nhưng mà tôi mới nói chưa chiến tranh mà lo gì, chúng ta sẽ đánh nó bất ngờ. Ông tấn công trước xong rồi hả, tôi tấn công là nó bắt đầu nó quấn nít nó lên rồi. Được. À, con này tới nơi rồi, chuẩn bị cho hero mình đi phá hoại. Ô, Marienburg định đã ám sát hả? Ô, lùn kia đi đâu? À, để tôi xử lý nó chứ. À hả? Nếu được. Thôi. Xong, thành bình địa rồi. Không kịp. Thôi xong. Thôi. Không kịp. Không có tính đến tình huống này. Chúng ta đã không tính đến tình huống này. Chà. Bring me to my men. Hãy đợi đấy, quân lực của hoàng đế sẽ đến ngay. Never. Chúc ông ra ông lấy lại có gì đâu. Cứ bình thường. Chỉ là một cái tỉnh nhỏ bé thôi, chúng ta có thể lấy lại. Nó vẫn là của đó, ở đó của ông thôi, đâu có ai giành với ông đâu lo. Thà có thằng giành đi. Ủa? À, sao mình lại quay về hướng này? Chút nữa mình sẽ bích đường tụi nó luôn, không cho tụi nó xuống. Ủa mà cái địa hình này đánh cái bộ mình hơi bị mất ưu thế nha, nó ở trên cao, mình ở dưới. Nên đi Clegua, đây. Tôi chuẩn bị đi Clegua với. Để cho đạo này về. Ừ, về thiếu lại cái bọn đằng nào đấy. Ít quân quá. Cho về hồi. Để chiếm lại tỉnh nó luôn. Tự nhiên mất tiền.
này auto resolve rồi. Thôi đánh đi. Ôi trời ơi. Đánh để xem cái bọn lùn nè. Còn nó có hai đạo long be giống ông. Con tướng này là tướng gì vậy? Tướng phụ hay là... Tướng cô bắp à? Chưa có chiến tích gì hết. Ở đây lần đầu hắn được chỉ huy trận. Bốn đạo. Quân. Rồi. Nha. Bước sang cánh phải hay cánh trái? Tao tui làm gì? Ồ. Đi bộ thôi. Đi bộ thôi. À, tui à. Nhanh. Này trang phục, quân phục của nó là màu đỏ, khá là đẹp mắt. Nhanh. Gì vậy? Tốc lên. Attack. Tất cả. Chúng nó bắt đầu bắn nên quân lùng nó bắt đầu đưa khiên lên đỡ. Bắn. Úi dồi, mưa tên luôn. Dạ. À. Sao đi chậm vậy? Chạy nhanh coi. Không được kia nữa. Bên đều sát sâu. Phải quạt được sau. Ôi trời ơi. Rồi, hai bên đã bắt đầu giao tranh. Yeah. Lùng đánh lùng. Giết bạn. Tập này đặt tên là Huyết Chiến Tương Tàn không? Ồ. Quân màu đỏ đánh với quân màu xanh nhìn rất là đẹp mắt thấy không? Nó đã bị bao vây rồi. Các bạn có thể thấy là hai đạo kiếm đang trao đổi tên với nhau. Tiếp theo. À, bắn qua bắn lại đi. Wow, nó đã kinh đổi. Ôi, chỗ này tụi này máu me tùm lum hết, không nhận ra đứa nào luôn á. Tại những đứa nào mà hả dính nhiều máu là kiểu như là đứa đó đánh nhau nhiều rồi á. Còn đứa nào mà không dính máu là thằng đó vẫn còn
nhát gan, kiểu núp phía sau đồng đội, không dám tiến lên. Nhìn thằng tướng của tôi. Joey Josh! Hai lát tất tiền của tao ấy bỏ rồi. Nè, yeah, ông tướng của nó nè. Ông tướng ông Tuấn nè. Có chiêu gì không? Tướng này không có chiêu gì hết trơn. Liverpool. Ờ. Các bạn có thể thấy là đạp khủng thôi. Gần chết hết rồi mà không chạy luôn nè. Bọn lùng nó ít mà chúng nó lại còn đánh nhau. Thôi chạy rồi. À, cánh bên này đã bắt đầu nhấp nháy. Còn 921. Cục được bắn như mưa thế kia. Vòng qua. Chết nhá, mưa tê mẹ các kia. Ờ. Qua đặc biệt. Chúng tôi chả mất tí máu nào luôn. Yeah. Chúng chả mất tí máu nào ạ. Ê, ngon rồi. Bắn đi, bắn đi. Bọn nó xoay lưng cho mình bắn nữa. Truy sát. Kinh nhờ, để nghe tên bắn chiu chiu. Ờ. Thiệt hại không đáng kể. Chưa vô rừng rồi, chưa vô rừng rồi bắn ít được rồi, hết bắn được rồi. Xin lỗi, rất xin lỗi người anh em. Bên mảnh đất này. Vì chén cơm mà hả, nở lòng sát hại lẫn nhau. Nở lòng đâm sau lưng nhau. Tình bắt buộc thôi. Cứu Pai. Yes. Ôi, chỗ này có đội mỏ bia luôn. Kìa. Ông mà ông phải khao tôi nha, mới chiếm được mỏ bia luôn kìa. Ở nơi đây là hả, nơi làm bia tốt nhất thế giới. Cung cấp bia cho cả toàn miền Trung Địa. Oh shit. Đúng không? Có đi. Có mỏ bia mà. Đây nè. Refactory nè. Ôi. Ôi đâu rồi. Ôi. Income. Ấy lộn. 2002 luôn này. À, nó có đồ brewery nè, là hả xưởng sản xuất bia của nó nè. Oh. More important than. Coi như là hả, một tháng sản xuất được 32 cakes, là 32 thùng á. 32 cái thùng bự bự á. Ghê chưa? Đấy. Ghê đó. Cho người cho tôi chừng mấy chục két, lộn mấy chục két qua đây. Cho qua xứ người uống rồi. Nghe nói là rượu của người lùng làm rất là hảo hạng. What the hell? Bọn thấy tôi đi clear world khắp nơi không? Đi clear world với ai nữa vậy? Sao chưa đánh xong thằng này đã đánh thằng kia rồi? Tiến công nhanh như bọn Rizky nó sắp qua, nó diệt tỉnh kia của tôi rồi, cho nên phải nhanh kiếm các mặt đất nào. Chiếm hết đi. Đánh tiếp nào. Phải. Giống trận lúc nãy hả? Ừ, easy quá nó. Những trận nhỏ này thì có thể bỏ qua đi. Ừ. Tại chờ tập này chưa có trận nào mà. Ờ, nãy giờ đánh công thành rồi, thủ thành rồi, hai trận rồi còn nhìn. Quên rồi. Chỉ đánh cho người ta xem. Ôi, giống hệt luôn này. Có khác gì nhau đâu. Map cũng thế luôn. Mà chết rồi. À, trận này không có... Không có kỵ binh, à quên. Cũng map y chang rồi luôn, không khác gì. Không có ấy đâu nha. Có... cung tên đâu. Ờ, bên đó là có cung ấy.
Trận này mình bất lợi, chúng ta bất lợi hơn một chút so với trận kia ha. Ừ. Bắt đầu hành quân lên nè. Chậm rồi nha. Té ra là ở quê nhà ông vẫn còn một đạo. Thì ông không nhớ thằng tướng này là tướng anh hùng. Ờ. Hy sinh thân mình ở lại cho tướng chính ra đi ạ. Đúng giờ rồi. Tôi cho nó tiến dần ra phía đấy và tranh thủ chiếm luôn với cái tỉnh bên này. Để có thể là chỉ trong vòng độ 3-4 tên nữa thôi là tôi sẽ mất toàn bộ các thành phố ở quê nhà rồi. Đúng không? Ờ. Cho nên phải chiếm các tỉnh khác này bù lại kinh tế. À, bọn Rinskin nó chưa chưa đánh mà. Mà tôi nghĩ là bọn Rinskin nó chiếm được hầu hết Badland là nó thỏa mãn rồi. Nó không có muốn đi xa đâu. Cứ chờ xem như nào. Chạy đi, chạy đi. Run. Để cho hai đội sử lý bắn cung của nó nhá, không cho nó bắn. Ông cho hai đạo dí theo lịch bắn cung của nó. Ok. Vậy chúng ta có mục tiêu rồi đó, đợi lại gần hơn nữa rồi mình sẽ set mục tiêu. Long bear. Cho một đạo thôi. Râu dài. Cho hai đạo nhá. Ừ. Cho quên một đạo rồi không? Hết là heo, lúc một đạo lúc hai đạo. Một đạo thôi. Nhắm đứa nào đánh nè. Nhắm những đối tượng còn bên này đi. Tại vì nó có thể nó bắt cái đạo này của mình. Rút ra khỏi đó. Không được rồi, bị nó bắt rồi. Chạy đâu không được không ơi. À. Nhưng mà để vậy cũng tốt, tại vì cánh bên trái là hai đạo mình đang kẹp nó rồi. Để vậy đi, đừng rút ra nữa. Nó không có cho mình lách qua đâu. Nó cũng chả bắt được mình mấy đâu. Thấy không? Tại vì một đạo nó bị bắt giao chiến rồi, còn chỉ có đạo phía sau thôi à. Tấn công đạo này. Ê, nó rút được đạo ấy là được chưa? Ờ, nên tôi đang để dí theo nó nữa. Ở bên này ngược ánh sáng hơn, khó thấy. Nhìn ở bên này còn rõ hơn xíu. Một thằng màu tím, một thằng màu... Hai thằng màu xanh hết, thằng xanh đậm hơn. Khó nhìn quá. Đi thanh nước biển. À không phải thanh nước biển. Xanh tím than đúng không? Ờ, tím than. Tôi là xanh nước biển, xanh da trời, xanh tím than. Nhưng mà tôi không có rút ra được. Ở đây còn kẹt quân đám ở đây nữa. Nó đứng lung tung hết đó. Một tốt anh sĩ ơi, các binh lính dũng cảm thông vào đội hình bắn súng của địch. Còn bắn nỏ. Kia nó bắn được đấy. Ừ. Ông mạnh được, không trốn.
Ôi bị kẹp hai đầu luôn. Tiếp viện lên phía trên nè, đừng có đánh ngang. Lên 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 lên. Ôi thằng này lì ghê luôn á, ba đạo đánh mà không xi nhê. Xi nhê nè. Đạo minor, cả tướng của tôi đánh nhá, mãi chưa xong này. Ờ mình giúp nhảy. Bọn này nó chiến đấu đến chết luôn. Kinh nhỏ. Bảy con 49 ngày 64 là hơn 100. Một đạo của ông Tuấn bỏ chạy rồi kìa. Giết tướng, giết tướng. Chỉ có tướng. Tướng nó. Ba bảy. Bây giờ tụi nó mới có ý định rút lui. Ôi ở đang nhấp nháy rồi hả, tự nhiên sáng nó trở lại, có màu trở lại rồi. Nó tưởng nó phay rồi chứ, tưởng nó bay màu rồi chứ. Cái thanh màu trắng là thanh màu rau nè. Thằng đó nó khỏe quá. Hai đạo ông kịch tết luôn kìa. Nhưng mà bên mình nữa hả, ý chí chiến đấu vẫn còn nhiều. Bên nó ý chí chiến đấu gần hết rồi. Hai cái thanh nó giảm gần hết luôn. Này cũng vậy. Thắng rồi đó. Rồi, hai bên lực lượng mất tương quan như nhau. Ừ. À, ông hơn nó có 750 quân chứ mấy. À, có 150 quân à. Ông 701 nó 506. Ê hình như chỗ này giàu nè. Chỗ này có cái gì mà giàu quá nè. Có bán lá cần sa hay gì nè, trời. Nè, có hình cái bông này nè, bông cần sa chắc luôn. Tôi không biết là cướp phá hay là như nào đây. Còn vì nó ra nó chiếm lại, còn mình chỗ này không đủ lại. Cướp ấy, ấy lộn, chiếm đi, ở đó có khu vực trồng cần sa nè, bán cần cho tụi cho tôi. Ôi, đem bán cần là giàu luôn. Mua gấp quần ở đây kìa. Tụi nó chỉ còn một cái thành nhỏ nhỏ ở trên nè. Thế á? Ờ. Cái bọn này mạnh lắm mà. Ông mở ông xem bọn nó strength rank là bao nhiêu. Ông chiếm thủ đô nó rồi còn gì nữa. Ở đây thủ đô, ở đây phải thủ đô. Ờ nhưng mà nó chỉ có hai settlement thôi à. Không, một settlement ở trên. Dưới kìa. Dưới. Ờ ở dưới nữa kìa. Đúng rồi, ở dưới nó có ba settlement nữa nè. Nó có nguyên một tỉnh to ở dưới nữa. Cái gì đấy? Hình dê là cái gì? À, tango. Này có cái gì đâu? Có không, tài nguyên kìa, pastures kìa. À, chỗ này là có một cái bãi cỏ. Pastures là bãi cỏ thích hợp để chăn nuôi. Ui, đấy ơi. Nhưng mà thấy ở chỗ đó nó giàu mà, nãy thấy nó cộng 700 tiền luôn. Bây giờ ông chiếm được cộng 483 tiền kìa. À. Xe qua rảnh tôi mất tướng này mất. Quân ở đây vậy.
gây ha. Ở phía này tụi nó có thể tiến đến từ hả Pack Ice Bay, vịnh Pack Ice. Phải đặt tên nó là vịnh gì ta? Pack Ice, vịnh xương giá hả? Hết nước, hết rồi đấy. Rồi bom đánh cái tịch rồi xuống nha. Dạ. Ta đánh tới không chứ? Có lẽ là không tới. Cho nên mình sẽ đứng đây mình chặn nó thôi. Đứng đây để chặn cho nó không có đi. Rồi. Phù thủy mình đâu? À, hero mình đâu cho đi phá hoại cái coi. Này hero của người ta. Chết, quên mất không nâng cấp nhà. Con hero mình đâu rồi? Nhìn trên đây khó nhìn rồi. Đây. Cái bọn cái bọn cướp biển này quân nó tinh nhuệ thế đấy chứ. Nhưng mà xem nó là con gì kìa, Chaos Throne kìa. Oh shit, cái bọn nó chỉ có 11 đạo thôi mà. Nhưng nó có con Chaos Throne kìa. Con Throne giống như tụi Throne của bọn Orc á. Thì chúng ta có thể sử dụng kỵ binh hoặc là lấy súng bắn là nó sẽ mau chết thôi. Nó cũng giống như loài ngựa thôi, mình có thể dùng spear mình chống được. Cái lực lượng này cũng không có gì mạnh hết, không có lo. Rồi mình có một số tiền rồi, để coi xây dựng gì nè. Này âm 43 mỗi lượt trừ 3, căng quá. Để nâng cái này lên 1000. Ở đây có một cái tô. Ông ơi, chắc là tôi sẽ bỏ luôn cái tỉnh Tarak Azatak này ấy. À, thế à? Rồi, nâng cái này lên. Gì nó... Hoặc là ông phải nhanh chóng đập. Rất phức tạp. Để coi còn nhà nào để chúng ta xây, chúng ta tăng tiền không? Là tập trung xây ở đây đi. Karaknon đi. Nha. Karaknon Sao tôi di chuyển đấy. Ủa con quỷ lùng kia đâu rồi? Đây nè. Mình có thể tấn công tụi nó được ấy. Còn nó có gì đây? Long Bear. Ở Long Bay cầm búa tạ. Tụi này chuyên Armor Pierce, Old Rumber. Một đống Miner. Một đống súng. Thế này mày chết rồi. Chạy này. Đuổi được không? Không. Mà tôi đang ở trong đất không nội này. Mình không có quyền đi qua đất của nó nữa. Bây giờ nó đang giận nè. Lỡ tay đi ngang qua nó rồi. In Militia Access rồi đi. Ừ, đang xin nè. Our version... Để xin Militia Access coi. Nó không có dám cho qua. Nó không có cho. Rồi thôi đứng nữa. Nó luôn đi. Đứng xét về biên giới đứng. Rồi, vậy đi. Rồi ông canh cái đạo này đi, không cho nó quay. À. Nhưng mà nó tụt xuống lòng đất đi ông. Sợ nó đi xuống lòng đất thôi. Rồi, rồi, thấy chưa? Green skin kìa. Kiểu như nó sắp phát động tấn công á. Nó đưa một đạo tới, chuẩn bị chiếm Iron Rock mà. Bọn này nó có lòng tham mà nó là không đáy. Thấy chưa? Tôi đã dự đoán trước về cái tình huống này. Sau khi nó bình định phía nam thì nó sẽ lên đánh ông tuẩn ở trên phía bắc. Mai mà kịp sơ tán đi nhá. Không thôi, trốn lên núi mà sống ha. Không chạy đi đâu rồi. Sao mà kẹt trong cái hốc đó luôn ha. Kẹt luôn trong này luôn. Kẹt trong cái hốc đó luôn á. Rồi ngoài mai mốt bọn Chaos nó đánh từ trên xuống. Bọn nó đánh từ dưới lên nha. Bánh mì kẹp thịt luôn. Bánh mì kẹp thịt luôn. Tình huống ở đây phức tạp vậy. Cái khu vực phức tạp nhất luôn. Thằng chó green skin nó ra nó red lên cái tỉnh luôn. Nó đang ở Stenmark mà. Nó đâu có red đâu. Thằng khác red chứ.
Thằng này ở Stanmart. Nó đâu có Red đâu, ông đổ thời, nó tội nghiệp vậy, Rinskin nè. Nó đang ở trạng thái hành quân. Breeding Iron Rock, Breeding by Rebeat. Rebeat là bọn này nè. Thằng nào á, Red Fang à. Nhưng mà đại, ôi. Bọn này là quân nổi loạn mà, chứ đâu phải là, hình như Red Fang bị Faction Destroy rồi, bọn này nó là nào? Thảo khấu của nó tập loạn. Rebel. Thôi mà tôi cũng chả. Ở đây ông còn lực lượng, ông đánh nổi đạo này mới sợ. Đâu? Nào. Thì bọn Red Fang á, lấy đâu ra lực lượng để mà đánh đánh không? Đánh sao nổi bọn đó. Nào. Ông ơi, thế ông có di chuyển Karaknon đi không? Sao? Ông đang nói là tôi canh thằng kia mà, nó đâu mất rồi nè. Nó mất tiêu rồi nè. Tôi đánh chửi ra lòng đất đây, ông quay về Karaknon. Đánh Rimhole trước. Karaknon. Ờ, Karaknon nhưng mà ông phải đi cái đường đó mới lên được, chứ đâu ông đi thẳng xuyên qua núi được. Ông phải đi đường này lên nhá. Ông á? Tôi á. Ừ thì ông đi thẳng ra Karaknon, ông đi vòng qua Karaknon, không đánh Rimhole nữa, đánh. Ờ, phải đánh Rimhole chứ. Còn chờ không? Làm gì nữa, đi ngang qua còn không đánh, còn chờ nữa. À, nâng cấp nhà cái đó. Ở lượt sau chúng ta sẽ có những cái trận đánh lớn nè, đánh với bọn lùng nè, xong rồi đánh với bọn hải tặc Skellings. Bọn này là mình liên tưởng đến xứ Skelligate. Nó cũng có Skelling giống vậy luôn. Ở trong Witcher 3 nào. Strength run của ông 10 à? Ừ. Rồi, đã xin được các năng respect với thằng Bretonia. Rồi nè. Moderate. À, chỗ này âm được 2. Được luôn. Được luôn. Trade được rồi ông ơi. Ờ. Nào đó, Whistleland à? Ethery Alliance nè. Low. Hết lại. Ồ. Oh. Tao. Nha, ui, income mỗi tuần là 3.300 nha. Ờ, tôi được 3.500 nữa. Này, đã. Ok. My turn. Thằng ức ơ nó đâu rồi? Quay về đi. Đi cùi xuống lòng đất rồi, thấy đâu. Ờ. Quay về đánh là xuất sắc không? Phải bắt đầu tiến quân lên. Mình tự đi chậm đuổi theo nó. Đang cắt tên chứ không đánh thẳng là nó sợ rồi. Đi. Hy vọng là không bị phục kích. Nó dưới lòng đất nó phục kích. Ok bây giờ tới lượt chúng ta lại xây dựng tiếp nè. Xây nhà gì cho có tiền nè. Ở đây âm 46 rồi. Phải lập tức xây cái này nhanh. Xây cái này một để mình xây cái tab order, cái nhà tăng phúc tích order, với lại xây cái thành này lên cao nữa. Cứ đánh cái bọn này đi nha, cướp biển nha. À. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tấn công bọn cướp biển. Ok. Nhưng mà chắc là trận đánh này chúng ta sẽ để dành cho video lần tới. Và bây giờ mình sẽ xây game tại đây. Thả thính chút chứ, đúng không? Ok, và cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào tạm biệt, bye bye. Bye bye.